Toàn cảnh quốc tế ngày 6 tháng 9. Ông Zelensky cho biết, chi tiết về vụ tai nạn F-16 sẽ được tiết lộ sau khi hoàn tất điều tra. Tài liệu bị rò rỉ tiết lộ Ấn Độ và Nga đã phát triển các kênh thương mại bí mật. CEO Durov nói, chính quyền Pháp nên khiếu nại với Telegram, chứ không nên giam giữ ông. Tổng thống Pháp Macron bổ nhiệm thủ tướng lớn tuổi nhất lịch sử Pháp. Các chỉ huy Mỹ và Trung sẽ thảo luận về ngăn chặn xung đột trong vài tuần tới. Lãnh đạo phe đối lập Venezuela muốn Mỹ làm nhiều hơn nữa trong tranh chấp bầu cử. Thủ tướng Thái Lan tuyên bố duy trì chính sách của chính phủ tiền nhiệm. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế ngày 6 tháng 9 của Đại Kỷ Nguyên và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Mở đầu là tình hình chiến sự tại Đông Âu. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News rằng các chi tiết và lý do đằng sau vụ rơi chiến đấu cơ F-16 đầu tiên ở Ukraine sẽ được tiết lộ sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Vào ngày 26 tháng 8, trong một cuộc không kích tên lửa lớn của Nga, Ukraine đã mất một chiến đấu cơ F-16 và phi công Oleksiy của không quân nước này tử nạn. Ông Zelensky cho hay, tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết vào thời điểm này do luật pháp của chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi cần hoàn tất cuộc điều tra, sau đó chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này với các đối tác của mình, những gì đã xảy ra và nguyên nhân gây ra sự cố. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng, trong trận không chiến ngày 26 tháng 8, F-16 đã chứng minh hiệu quả cao khi có thể bắn hạ 4 tên lửa hành trình của đối phương. Trước đó, Tư lệnh lực lượng vũ trang Hà Lan Ono Achosom cho biết Ukraine được phép sử dụng chiến đấu cơ F-16 do Hà Lan viện trợ trong lãnh thổ Nga, với điều kiện họ tuân thủ luật chiến tranh. Trong một động thái khác, Nga và Ấn Độ đã phát triển các mối liên kết thương mại bí mật để Điện Kremlin có thể mua các thiết bị cần thiết để phục vụ cho cuộc chiến của mình ở Ukraine. Trích dẫn thư của Điện Kremlin mà Financial Times xem được, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga đã mua các thiết bị điện tử quan trọng và tìm hiểu khả năng xây dựng các cơ sở tại Ấn Độ để sản xuất chúng. Các tài liệu cho thấy kế hoạch này sẽ được tài trợ bằng khoản dự trữ đáng kể. Đồng rút tích lũy được từ việc bán dầu cho Ấn Độ sẽ lấy nguồn hàng trước đây được cung cấp từ các quốc gia không thân thiện. Financial Times cho biết, không rõ toàn bộ kế hoạch nhưng dữ liệu thương mại cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Là đồng minh của Nga, Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ với Moscow kể từ tháng 2 năm 2022, với thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Hãng thông tấn Reuters ngày 22 tháng 8 trích dẫn dữ liệu nhập khẩu cho biết, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới của Nga vào tháng 7, khi các nhà máy lọc dầu Trung Quốc mua ít hơn do biên lợi nhuận từ sản xuất nhiên liệu thấp hơn. Cùng lúc đó, Ấn Độ đã phát triển mối quan hệ với Ukraine. Thủ tướng Narendra Modi đã đến thăm Kyiv vào tháng trước, đánh dấu lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ đặt chân đến Ukraine kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập cách đây hơn 30 năm. Chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Ukraine diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến đi của ông tới Moscow, nơi ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, người sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov cho biết vào đầu ngày 6 tháng 9 rằng chính quyền Pháp nên khiếu nại với công ty thay vì bắt giữ ông. Trong những bình luận công khai đầu tiên kể từ khi bị bắt giữ vào tháng trước, ông Durov viết trên kênh Telegram của mình rằng ông phủ nhận mọi cáo buộc rằng ứng dụng này là thiên đường hỗn loạn. CEO Telegram cho biết cuộc điều tra về ứng dụng này thật đáng ngạc nhiên vì chính quyền Pháp có thể truy cập vào đường dây nóng mà ông đã giúp thiết lập và họ có thể liên hệ với đại diện EU của Telegram bất cứ lúc nào. Ông Durov nói, sử dụng luật từ thời tiền điện thoại thông minh để buộc tội một giám đốc điều hành về tội ác do bên thứ ba gây ra trên nền tảng mà người này quản lý là một cách tiếp cận sai lầm. Ông Durov cho biết thêm rằng Telegram không hoàn hảo nhưng ông phủ nhận mọi hành vi lạm dụng liên quan đến ứng dụng này. Ông cũng tuyên bố rằng Telegram gỡ bỏ hàng triệu bài đăng và kênh có hại mỗi ngày. Durov sinh ra tại Nga nhưng hiện là công dân Pháp đã bị bắt giữ vào cuối tháng trước tại Pháp trong bối cảnh cuộc điều tra về các tội liên quan đến khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy và các giao dịch gian lận liên quan đến ứng dụng này. Ông đang bị chính quyền Pháp điều tra. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm Michel Barnier, cựu nhà đàm phán của Liên minh châu Âu làm tân thủ tướng Pháp. Theo trang Azera, ông Macron đã hội đàm với chính trị gia kỳ cựu 73 tuổi tại Điện Élysée hôm thứ Năm ngày 5 tháng 9
giao nhiệm vụ cho ông thành lập một chính phủ mới với hy vọng chấm dứt nhiều tuần bế tắc chính trị của sau cuộc bầu cử quốc hội nhanh chóng. Ông Barnier có gần 50 năm gắn bó với quan điểm chính trị trung hữu, ủng hộ tư tưởng tự do và hội nhập châu Âu. Ông từng đại diện cho Liên minh châu Âu EU đàm phán với London trong giai đoạn 2016 đến 2021 để Anh hoàn tất quá trình rời khối, gọi là Brexit. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc này, ông chuyển lập trường sang cánh hữu và ủng hộ các chính trị gia mạnh tay hơn về nhập cư, an ninh. Ông tranh cử Tổng thống năm 2022, nhưng bị Tổng thống Macron đánh bại trong cuộc đua giành vé ứng viên đại diện Liên minh cánh hữu. Ở tuổi 73, ông Barnier sẽ là thủ tướng già nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp. Thưa quý vị, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ thảo luận với một chỉ huy quân khu phía Nam của lực lượng vũ trang Trung Quốc trong vài tuần tới, với mục đích ngăn chặn mọi hiểu lầm quân sự giữa các siêu cường. Thông tin này được Đại sứ Hoa Kỳ Nicholas Burns tại Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm ngày 5 tháng 9. Phát biểu của ông Nicholas Burns được đưa ra sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng trước của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. Tại Trung Quốc, ông Sullivan đã gặp cố vấn quân sự hàng đầu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và nhất trí rằng các nhà lãnh đạo chỉ huy chiến trường khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ sớm điện đàm với các chỉ huy quân khu phía Nam của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Đô đốc Sam Paparo sẽ có cuộc trò chuyện với một chỉ huy quân khu phía Nam của quân đội Trung Quốc trong vài tuần tới, ông Burns cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với tạp chí Foreign Policy. Đại sứ Burns nói rằng Washington đã theo đuổi các kênh liên lạc quân sự chặt chẽ hơn với Bắc Kinh kể từ khi mối quan hệ hai bên xuống mức thấp lịch sử, sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vào năm ngoái. Ngay cả trong vụ việc khinh khí cầu, Trung Quốc đã từ chối nói chuyện với giới lãnh đạo quân sự cấp cao của chúng tôi, nhưng giờ chúng tôi đã đạt được một số tiến triển, đại sứ Burns nói, và nhắc đến kế hoạch của ông Paparo. Chúng tôi rất hy vọng rằng điều đó sẽ tiếp tục ở các cấp cao hơn nữa, bao gồm đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Charles Brown và những người đồng cấp Trung Quốc. Ông Burns nhấn mạnh, chúng ta phải có sự kết nối đó để nếu có tai nạn hoặc hiểu lầm, các nhà lãnh đạo quân sự của chúng ta có thể họp để hạ nhiệt căng thẳng. Đại sứ Burns cho biết, ông lo ngại về bản chất hung hăng trong quá trình tăng cường quân sự của Trung Quốc và hành vi hung hăng đe dọa của Hải quân nước này đối với các đồng minh của Hoa Kỳ là Philippines và Nhật Bản. Ông nói, tôi chắc chắn lo ngại về một cuộc xung đột ngoài ý muốn giữa các lực lượng quân sự của chúng ta, một tai nạn, một vụ va chạm ngoài ý muốn. Hải quân và không quân của chúng ta đang hoạt động ở vùng biển quốc tế, không phận quốc tế, rất gần nhau trong toàn bộ khu vực này. Và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn có một cam kết từ chính phủ Trung Quốc rằng nếu xảy ra tai nạn, chúng tôi có thể liên lạc ngay lập tức giữa các nhà lãnh đạo quân sự để hạ nhiệt, tách biệt các bên và giải quyết vấn đề. Cũng trong một thông tin, vào ngày 5 tháng 9, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado nói rằng Hoa Kỳ cần có những hành động mạnh mẽ hơn để gây sức ép lên Tổng thống Nicolas Maduro khi căng thẳng gia tăng xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Các nền dân chủ trên khắp thế giới đã chỉ trích cách chính phủ Venezuela xử lý cuộc bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 7, mà các quan chức bầu cử và tòa án tối cao của nước này tuyên bố rằng ông Maduro giành chiến thắng. Các nhà chức trách Venezuela đã không công bố số phiếu đầy đủ, đổ lỗi cho một cuộc tấn công mạng. Nhưng phiếu bầu do phe đối lập công bố cho thấy ứng cử viên liên minh của họ là Edmundo González đã giành chiến thắng vang dội. Bà Machado phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến vào thứ Năm. Tôi chắc chắn nghĩ rằng Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa và tôi đã nói rất rõ ràng với họ và các quốc gia khác. Bà nói thêm rằng việc chấm dứt kỷ nguyên Maduro cũng sẽ có lợi cho các nhà đầu tư và chủ nợ quốc tế. Ước tính số tiền mà Venezuela nợ các chủ nợ dao động từ 60 tỷ đô la đến 150 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 20 người đã chết trong các cuộc biểu tình sau bầu cử và một số nhân vật đối lập quan trọng đã bị bắt giữ. Chính phủ của ông Maduro gọi phe đối lập là phong trào phát xít liên minh với các thế lực đế quốc ở nước ngoài và đổ lỗi cho phe này về cái chết của những người biểu tình. Những người phản đối và các nhóm nhân quyền cáo buộc chính phủ thực hiện một chiến dịch đàn áp. Brazil và Colombia, những quốc gia có truyền thống có mối quan hệ thân thiện hơn với ông Maduro, đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về lệnh bắt giữ được ban hành đối với González. Washington cũng chỉ trích lệnh bắt giữ và cho biết họ đang cân nhắc một loạt các lựa chọn để chứng minh với ông Maduro và những người đại diện của ông rằng hành động của họ ở Venezuela sẽ phải chịu hậu quả. Thủ tướng Thái Lan Prayuttham Chan-o-cha ngày 5 tháng 9 nhấn mạnh chính phủ mới sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm Srettha Thavisin, ngoại trừ một số chi tiết về chương trình ví kỹ thuật số.
Trước đó vào ngày 4 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Julapul Amonvivas cho biết chương trình ví kỹ thuật số cần một số điều chỉnh, bao gồm việc trao tiền mặt thay vì tiền kỹ thuật số cho một số người nhận. Bà Pai Tong Tam lưu ý thêm, mặc dù có sự thay đổi ở vị trí thủ tướng, nhưng Đảng Vì Nước Thái Phêu Thai vẫn đóng vai trò nòng cốt trong chính phủ liên minh, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các chính sách thương mại quốc tế được khởi xướng dưới thời cựu thủ tướng Srettha Thavisin. Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan thông báo sẽ xem xét đề xuất chính sách từ các đảng khác trong liên minh cầm quyền để hoàn thiện dự thảo tuyên bố chính sách. Dự kiến dự thảo này sẽ được hoàn thành trong vài tuần tới để công bố và thảo luận trước Hạ viện Thái Lan từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 tới. Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của Đại Kỷ Nguyên đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.